biết ăn gì nữa. Đâu nào canh đâu cho em coi coi. Nấu canh đủ đủ. Gọi đâu luộc đu đủ hả? Đu đủ. Ôi gọi là canh nhưng thật ra là đu đủ sống rồi luộc rồi cắt Luộc để ở đây rồi có nêm nếm như không cô mời? có nha, muối với bột ngọt. Dạ hả? Còn nồi này nó cháo cho bà cô à, sáng gấp quá rồi gan nó không được đỏ. À, cô ơi thì hôm nay hai cô cháu mình đến thăm am của cô thì thôi hai cô cháu mình xuống thăm cô Xíu Mười đi. cô mời Dạ đây là cái an người em gái Úc của cô sư cô Như Thiện, đó là cô Mười. Thì cô Mười trước đây có một lần theo chia sẻ của cô Như Thiện là cô Mười bị một lần bệnh thập tử nhất sanh và coi như là lúc đó thì có dấu hiệu về tâm linh thôi cô ha. Đó, cô Mười đó. Con nhà cô Mười nha. Đây là cái sân của khuôn viên nhà của cô Mười. Nhà cô Mười thì nhỏ như thế kia. Ở trên thì là bằng một cái miếng bạc nè. Ở đây là những cái miếng mủ và những cái cây sậy. Ủa hôm nay thì con không thấy những cái cây sậy nữa cô ơi. Ủa sao vậy? Sao dẹp? Bữa Ai kêu dẹp cô ơi? cô lên nói trời ơi Mười ơi em dẹp cho sạch sẽ đi nữa nữa rồi cái ấy cho em luôn. Mới Như dẹp bữa đó đây chứ động gì? thổ đó rồi. Mới dẹp Hôm trước hình như là bữa Phong có ghé ủng hộ mà hả cô hả? Phong có nói là Dạ. ủng hộ cho Út Mười á là riêng. À thì hiện nay thì là Út Mười đang có mạnh thường quân tài trợ hai mấy triệu riêng luôn. Là tiền của cô sư cô Say Am là riêng. Của cô là riêng à, Dạ còn của cô Phong Bụi, Phong Bụi có người ta có ủng hộ riêng Út Mười nữa. là bao nhiêu cô? Ở bữa đó hình như là nói mười mấy triệu, hai mấy triệu hai gì đó, mấy hai mấy triệu Hai hả? mấy triệu cho cô Hai Mười. mấy Vui quá rồi. vui không? Tôi cười, Ai nó không mơ đó, ơi. nó không dám mơ. Vậy hả? Nó không Cô dám Mười thích mơ. nhà gì? Biết nhà vậy thì có Cho nhà gì ở mấy gì em ở nấy chứ cô tội biết nghiệp mà. phải ghê Ôi nghiệp phải ghê không? Có không? nhà vui không cô ơi? Vui chứ. Vui ha. Hôm nay cô mời ăn cơm chưa? Chưa. Có một mạnh thường quân cũng có gọi cho con và hỏi con cái số tiền mà cất lại cái căn nhà cho cô Mười là khoảng bao nhiêu. Và hiện nay thì theo dự tính á thì con nếu như mà cất cái căn nhà của cô Mười ở cái khu vực này đó thì bề ngang khoảng 4 mét và bề dài thì khoảng 4 mét đi. Thôi mình cắt dương dứt là 4 mét hết á. Dạ, 4 mét hết thì không không biết là khoảng bao nhiêu tiền hay cô ha. Cô không biết nữa, theo như mình cắt nhà lắp ghép thì chắc không bao nhiêu đâu. Dạ Khoảng thì phong chừng được hai mấy triệu rồi là ngày chừng 30 mấy triệu chứ gì, cũng như là mình mua tôn, mình lợp tôn với mình làm cái nền. Ồ vậy Phong ủng hộ cho cô Mười vậy được vui rồi. Mừng rồi. Hôm Cô nào cũng hôm vui ngày hôm lắm, đó cũng vui là động thổ là cắt cho cô Mười ở cặp ở đây. à, Cái am của cô thì ở đằng kia. Còn cô Mười Mười thì tính ở gì khu vực đây? này ha. Hôm nay có ăn ngủ gì được không? Ngủ bình thường chứ đâu có gì đâu. Mừng thì mừng nghe. Mà mừng nhiều không? Cũng bình thường. Bình thường là sao nói cho em nghe với hôm nay. Mừng không, mừng nhiều Thì không? mừng thì Mừng mừng dữ mà lắm cũng nha. mà không có lo, nói chung mà vậy đi. Chứ lo quá thì sợ bệnh sao? Qua đây đi, vô nhà mời cho em vô nhà mình với. Rồi cái nhà giống như cái nhà chơi, nhà chòi ngày xưa mà mấy đứa trẻ mà nó chơi á. cái nhà chòi không mà cũng lý tưởng quá chứ. Mấy hôm nay nó cũng đỡ mưa nè. Quá Quá trời trời, xịn quá xanh luôn nè. Đó. nhà đốn hai cái xài nghiệp quá cái sao cô Mười nói là sao? mới đốn hai cây xài đó nó mới chấm chấm với hổm bụi bữa đó bạch chân lên cái cô mới nói Mười ờ ơi em dọn làm cái chấm thì Mười à, là ngày hôm mà Phong lên là trao tiền cho cô là nói là dọn dẹp luôn chưa mới dọn đây hà mới mới dọn dọn đây à chứ hổm là còn mới đây thôi. Ừ. Bữa đó cô lên á chắc chiều tối nó Mười Mười dọn dẹp cho sạch sẽ đi Mười ơi. Dạ mới dọn đây à? Mới Ở dọn đây nhà cô thôi. Mười còn đi làm không? Không nghỉ rồi. Nghỉ luôn ha. Hết mùa lúa rồi. Đâu Rồi, có mà. còn tiền không cho mượn ơi?
tiền đâu mà cho xài tiền đâu cho mà tiền không mà làm gì có tiền. Ờ không mà ờ đúng rồi ờ không mà làm gì có tiền. Hôm nay ăn cơm gì vậy? Sáng thì ăn với tép, rồi chiều rồi nay rồi nấu đâu? Nồi canh đó, chưa biết ăn gì nữa. Đâu nồi canh đâu cho em coi coi. Nấu canh đủ đủ. Gọi đâu đu đủ hả? Đu đủ. Ôi gọi là canh nhưng thật ra là đu đủ sống rồi luộc rồi cắt để đây rồi có nêm nếm không cô mời? Có nha. Muối với bột ngọt. Dạ hả? Ừ. Còn nồi này. Nó cháo cho bà cô à. Sáng gấp quá rồi gan nó không được đỏ. Bệnh rồi cô mời giúp đó lo đó, hả? Nấu cho ăn đặng thuốc men đó. Chứ thôi ngồi dậy nổi lắm, sáng nằm liệt luôn á. Giờ mới đã đỏ đó. Ờ giờ uống mấy liều thuốc rồi mấy ngồi vậy. Em chiều nay em bứt thêm rồi xong. Xong, xong. Nấu trống á. Ồ xong giúp. Nấu nãy vợ trống á mới đi ra đó. Ồ vậy là hiện nay thì chỉ còn có cô Mười với lại sư cô thôi. Ừ. Chứ đâu còn ai ở đây đâu. Hai thằng cháu, hai vợ chồng cháu đó ở riêng đó. Hôm ngày là mưa bão dữ lắm nè, ở đây nó có rung rinh dữ không? Không, không có gió thì bình thường. Người ta làm cũng chắc chứ rung cái gì. Ngồi nè lấy cột dây chuối không nè thấy không? Ừ, dây chuối vậy chứ nó chắc. Chắc không? Chắc. À, trời ơi dây chuối đục vô nó lung lơ nè chứ chắc lắm đâu. Ừ, bộ hồi cái kéo hồi cái sập của tôi cái báo hơn à. Gắn hết bữa tôi tháo à. Gắn hết bữa mùng 4 mà tháo á. Tháo rồi ở đâu? Ở nhà cháu nhờ. Ở nhờ ha. Giờ dọn trống chứ giờ không dỡ chỗ này rồi chỗ nào cấp. Ờ bây giờ tôi đụng này sợ chuẩn bị tháo mà đụng này sợ sập của tôi hả? Thôi đừng tháo, để bữa đó tháo luôn. Rồi có mướn ngày tháo không? Không, mình lấy dao cắt rồi xong đẹp. Trời ơi nè. Ôi ôi trời. Vậy đó. Trời như chuối không à. Cánh cửa này an toàn không? Tối ăn trộm có vô được không? Chuối đã thả cửa luôn. Thả cửa luôn hả? Ừ, khép cửa này thôi, đâu có cho này có nhầm nhỏ không rồi. Không, thằng nào vô là chết à. Nó đâu giống vô. Dạ. Ê, cô hay dự định là nhà tiền chế nhưng mà phải cất cho cô luôn cái nhà vệ sinh trong nhà. Dạ. Nếu như mà có nhà vệ sinh nó mất tiền. Phải có dạ. Cái đó là phải mất tiền mà phải. Nói chung là mình nói nó gọn vậy chứ nó cũng phát sinh ra. Dạ thì thôi thì mình thôi trước tiên thì Phong có nhiêu thì mình vợ nhiêu đi. Mạnh Thường Quân ủng hộ được nhiêu nữa thì mình hay nhiêu. Ờ có nói lời gì với mọi người không? Nói gì biết nói gì. Nói đi thôi. Vậy em xin cảm ơn tất cả mọi người quân đã giúp, dạ. Em, đã giúp em được căn nhà. Em cũng cảm ơn rất nhiều. Thôi không biết nói gì hết. Thôi không biết nói gì thôi. Nhất là cậu Không Bụi với cậu Bùi Hồ đó. Rồi vậy mai mốt là có nhà mới là mời lên tụi em lên ăn cơm một bữa nghe. Bây giờ nhà gì thì chưa có sổ để mà để tụi em ăn cơm được nè. Ăn còn không có chỗ để gì mời. Mai mốt có nhà mới kìa. Ừ, có nhà mới tới chừng đó đi thì phải đãi chứ. Đãi món gì nói em nghe với. Thì thích món gì thì đãi món nấy chứ giờ không biết. Ồ vậy hả? Giờ thích món gì? Đãi lẩu. Đãi lẩu nghe. Lẩu không biết nấu rồi sao. Trời nấu lẩu hả? Dạ được không? Kiều cháu nấu. Kiều cháu nấu. Rồi coi coi có tiền đâu mà mình đãi ta. Đãi đó tới đâu có. Tới đâu tới đâu có. Chứ biết sao vậy? Dạ biết sao. Thật ra thì cô Mười thì trước đây có một căn bệnh thập tử nhất sinh. Nên là nữ là đến nay thì cô Mười chỉ sống một mình ên thôi. Với một cái căn chòi như thế này. Không ngờ là mình con với lại cô cũng có duyên với cô Mười này. Đó. Rồi, chào cô Mười nha. Chào ơi. Gắn lo cho sư cô. Rồi, gắn lo cho cô sư cô nha. Hai chị em mà sư cô ngã bệnh rồi. Sáng mắt mận đó, tóc ra rồi dở cái chuồng chó hai cô cháu mận đó. Mận rồi xong rồi ấy. Rồi, em chào nha. Con chào cô Mười nha.